Chào các bạn, hôm trước mình lại gửi cho các bạn một cái bài chung Và hôm nay chúng mình sẽ cùng luyện vào cái bài thực tế này nhé Bài này khá là hay Cấu trúc ngữ pháp và cái phần viết của họ, họ cũng rất là có cái nhiều Cái phần viết cũng như là hiển Cái nội dung viết và cái cách diễn đạt của họ cũng khá là hay Và mình có thể học được nhiều thứ và mình sẽ cùng đi đến cái bài ngày hôm nay nhé Các bạn nhớ làm bài tập trước khi mà check đáp án nhá Thì khi mà mình đọc qua một lượt rồi ấy, Và mình quay trở lại là Mình xem cái đoạn phân tích uh, trên video ấy Thì là mình diệu à Cái lúc mà mình đọc thì mình không có nhận ra cái này Và cái lúc mà mình đọc thì mình không thấy cái kia Thì khi mà lặp lại lần thứ hai ấy, Thì mình mới ôm môi chức cự ra được cái gì đó Và mình sẽ học được cái đấy rất là nhanh và cái việc học như vậy nó cũng rất là chủ động nên là mình sẽ luôn luôn nhắc đi nhắc lại là các bạn hãy làm bài và kiểm tra lại bài trước khi mà check đáp án nhờ vậy mà mình có được cái thái độ tích cực hơn và chủ động hơn để mà có thể nắm bài một cách nhanh nhất có thể nhé bây giờ mình sẽ cùng đến và phân tích cái bài ngày hôm nay này Izen ne no zakushi doksan hito no toko yonde hatto sasera de takuto ga aru ở đây mình sẽ thấy là vớp tạ cô tù gá được là miêu tả kinh nghiệm của mình trong quá khứ Là đã từng khiến cho tôi hạt tộ là kiểu ngạc nhiên ấy. Mình sẽ nhớ bằng cái cách là có hai từ Một là hạt tộ, hai là hột tộ Hạt tộ là hát, đúng không? Kiểu ngạc nhiên ấy. Còn hột tộ là kiểu mình cảm thấy yên tâm ấy, Thì nó là hột tộ Còn hạt tộ là mình sẽ nhớ là á, hát, là Rất là ngạc nhiên, đúng không? Hột tộ thì um, hóa ra là như vậy Thì là kiểu là yên tâm Thì mình sẽ nhớ theo kiểu như vậy nhé ở đây là ngày trước thì cô được à tôi đã từng um, bị ngạc nhiên đúng không? Có là có cái điều khiến tôi bị ngạc nhiên là Sa tạ là khiến cho mình bị ngạc nhiên. Đế ở đây là khi mà đọc cái bài viết của một cái người độc giả ở trên cuốn tạp chí về về mèo. Chiran 猫に癒されているそうなのだが、猫がご飯を食べたりしただけで、たくさん食べて偉いね、などと褒めちぎっているのだという。で、結構ランチョコメンがないな。 khi mà đọc cái uh, bài viết đấy của một cái người uh, độc giả thì là tôi đã rất là ngạc nhiên và cái chủ ngữ của mình ở đây là cái người phụ nữ uh, đăng bài đấy thì đã tối ưu đúng không đã nói rằng là đã nói rằng là uh, cái đoạn ở giữa đây Vậy cái người phụ nữ đấy như thế nào Thì là cái người phụ nữ đấy đang đắc cự sở ở đây là à, Gói ghém cái chuyện gì đó lại sang một bên à, để mà làm một cái chuyện khác Hay còn gọi là Giả dụ như là mình đang làm việc thì là mình nghỉ ngơi Mình uống trà chẳng hạn Thì cái trường hợp này mình sẽ dịch là à, Trong lúc mà cái người phụ nữ này Đã nghỉ giải lao Hoặc là gác cái chuyện nuôi con sang một bên, cái người phụ nữ đây có tối ưu đúng không? đã nói rằng, nói rằng ở đây nó chính là cái nội dung ở trong cái bài viết của cái cuốn tạp chí đấy, thì cái người phụ nữ đây nó nói rằng là À, có vẻ như là hàng ngày tôi đang được à, chữa lành hoặc đang được à, làm dịu hoặc là được xoa dịu iasare rượu là được xoa dịu được làm dịu được chữa lành bởi những cái con mèo thế nhưng mà chỉ cần chúng làm sao chỉ cần những cái con mèo đấy ăn cơm thôi ta đi ở đây là miêu tả ra cái ví dụ có là chỉ bằng một cái việc như vậy thôi còn ngoài ra còn có những cái việc khác nữa là chỉ với mỗi cái việc là à, những con con mèo đấy ăn cơm thôi ấy, thì là cô ấy đã homichigite rượu là đã khen nức nở hoặc là khen hết lời rằng là, ôi, takusan tabete erai ne, mày thật là giỏi rồi, mày thật là thế nọ, thế kia. Thì, sonna jibun no koro kara, sonna jibun no koro kara là từ cái hành động đó của bản thân mình. Thì làm sao? Thì mình sẽ tìm đến cái động từ này, đến cái furikate gà thì đã nhìn nhận lại hoặc là nhìn nhận lại cái 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 hành động hoặc là cái sự việc của mình ấy, nhìn nhận là à, trong cái dấu ngoặc kép này Tiếp đến là Konomo no inai watashi ni mo Sono jibun wa Kokoro ni shimi iru mono datta Cái này nó là thấm thía này Kokoro ni shimi iru là thấm thía này Bây giờ mình sẽ phân tích câu Tiếp đến là cái sona jibun no kodo kara furikaeteta no daga cái từ furikae ở đây nó còn có nghĩa là um, kiểu kiểm điểm lại rồi nhìn nhận lại này, rồi um, Han xê lại bản thân mình đúng không? Thì từ cái hành động đó của bản thân thì cái hành động đó thì cái sona này này Sona ở đây nó là cái gì? Đại từ chỉ thị thì mình sẽ phải nối với cái đoạn đằng trước Câu đằng trước Nên là Sona mừng no koro kara Là từ cái hành động đó của bản thân Là cái hành động mà Home đụ Những cái chú mèo chỉ cần chúng ăn cơm không ấy Thì từ cái hành động đó của bản thân Thì cái furikai tạ no gà Thì cái người phụ nữ này Đã furikai đự Đúng không? Là đã uh, Gọi là đánh giá lại rồi xem xét lại bản thân Và nói rằng là gì đấy Yarebayo ở đây là À, nếu mà làm được như vậy thì tốt đúng không nếu như mà tôi không nói những nếu như mà tôi không bạc ca đi đúng không không chỉ toàn nói những cái lời cứ chi sai là những cái lời cầu dạ, cầu nhau hoặc là cam giảm với lại những cái đứa con của mình nữa mà uh, tiếp xúc với chúng nhẹ nhàng hơn nữa và khen chúng uh, thì có phải là tốt hơn không đúng không thì là cái từ cái hành động của bản thân là đi khen những cái con mèo như vậy thì là cô ấy đã furi cái tê tạ no đá gà thế nhưng mà koromo no inai watashi ni mo sono kotoba wa kokoro ni shimi iru mono datta nhưng mà ngay cả ni mô ngay cả đối với những cái người mà không có con như tôi thì khi mà nghe cái lời nói đó đúng không sono kotoba quá là những cái lời nói đó thì cũng là những cái lời nói là những cái mono mà nó rất là thấm thía đúng không thì cái sono kotoba đây thì nó sẽ đi với danh từ là mono đó đấy là cái câu danh từ là những cái lời nói đó là những cái lời nói mà rất là thấm thía vậy cái câu số 1 của mình Câu số 1 của mình ở đây là ai là cái người furikai được Thì nó giống như là mình vừa dịch lúc nãy đáp án của mình là cái người phụ nữ uh, đăng bài Đã furikai được cái điều đó Thì khi mà đọc cái câu này Cái câu hỏi của mình nó là tìm hiểu ai là cái người furikai được Hay còn gọi là uh, câu hỏi về chủ ngữ đúng không Thì mình nhắc lại một cái ý đó là các câu gần nhau thì chủ ngữ giống nhau trong cái câu mà free cái tê tạ này thì cái đoạn đầu đây nó không có chủ ngữ mà cái chủ ngữ của mình nó lấy được từ ở cái câu trước nữa là cái tô cô xã nó no dỗ c đây là cái phần mà mình bôi màu xanh đây là cái người phụ nữ đấy đã nói rằng là ừ uhm, cô đấy được chữa lành bởi những cái con mèo nhưng mà cô ấy luôn luôn khen những cái con mèo và từ cái hành động đó của bản thân thì cô ấy đã furikai đự rằng là uh, mình nên uh, tiếp xúc một cách nhẹ nhàng và khen con nhiều hơn uh, và tôi là cái người mà không có con đúng không thì khi mà nghe những cái lời này uh, furikai được của cái rộ seno uh, toko dạ này thì là cũng cảm thấy rất là thấm thía tiếp đến này コロモニ、カギラやカ人オクヤ、ユジニア、コビトニ、ワタシタチワ、サマザマ、ナ、キタイオシ、トキニ、ハンニノタメ、トイウリュウカラ、キビケーダーニャ、ミンテイジ Ở đây là vớp tạ cô tô gá được là miêu tả kinh nghiệm của bản thân Tôi đã từng ăn sushi, tôi đã từng đến Nhật, tôi đã từng học tiếng Nhật Rồi tôi đã từng đi bơi, rồi tôi đã từng làm gì đó Thì là miêu tả kinh nghiệm của mình Còn ở đây nó là động từ vớp rự là thể hiện tại cô tô gá đự thì nó không còn là kinh nghiệm nữa nó là thỉnh thoảng và đôi khi có là có những cái trường hợp như vậy và mình sẽ nhớ hai cái cấu trúc đó, à, để ý vào các cái động từ ở đi trước cái cô tô này là mình sẽ hiểu xem là cái câu của mình nó đang nói về kinh nghiệm hay nói là thỉnh thoảng đôi khi tiếp đến là ní kagira dự là không chỉ có a không chỉ có b đúng không không chỉ có đối với trẻ con mà làm sao đôi khi thỉnh thoảng có những cái lúc mà tai độ ô tô đựng là chúng ta có những cái gì thái độ thái độ rất là kibishi rất là khắt khe với cái lý do rằng là với cái lý do rằng là thì nào, tất cả cái đoạn ở giữa đây là cái lý do đấy cái lý do rằng là uh, uh, chúng ta làm sao kỳ vọng kitai oshi là dạng kết lửng này uh, sư đự đấy hoặc là simat đấy chúng ta kỳ vọng rất là nhiều thứ uh, với lại gia đình rồi uh, bạn bè cũng như là người yêu nên là uh, đôi khi là vì bản thân người đó nên là mình mới có uh, cái thái độ kiểu kbc như vậy Tức là không chỉ đối với trẻ con mà ngay cả đối với kẻ gia đình bạn rồi người yêu thì chúng ta cũng có nhiều các cái kỳ vọng khác nhau và đôi khi chúng ta sẽ có những cái thái độ rất là kibishi với cái lý do là vì bản thân người đó ta kara kibishiku natte shimau thì đế này bà ở đây là nếu như mà đứng ở trên lập trường của những người cha người mẹ đúng không đặc biệt là nếu như mà ở trên cái vị trí là những cái người cha người mẹ thì nếu sina kể để bà nếu như mà không đúng không không biến hoặc là không làm những cái đứa trẻ hoặc là không dạy dỗ cho những cái đứa trẻ trở thành những cái người lớn tự lập thì Uh, tối ưu pressa vậy cái tối ưu ở đây nó chính là cái chính này đúng không Cái chính và uh, tất cả cái đoạn mà đế đề bà và sina đề bà này nó là bổ nghĩa cho tối ưu pressa Vậy là mình sẽ dịch là gì vì cái lý do là như vậy vì cái 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 áp lực là như vậy nên là kiểu gì thì kiểu dos stemo cử natte shimau daro chính vì vậy mà kiểu gì thì kiểu những cái người cha người mẹ như chúng ta ấy thì cũng sẽ trở nên kibi là trở nên rất là nghiêm khắc đúng không đà phải không nào thì cái câu này mình sẽ dịch là phải chăng là vì là kara đúng không vì có một cái áp lực rằng là mình là những cái người cha người mẹ nên là mình phải nuôi dạy những cái đứa con trở thành những cái người lớn tự lập nên là kiểu gì cũng sẽ trở nên gọi rất là khó tính hoặc là rất là nghiêm khắc しかしそれは時に本人の必要以上に追い詰め最低限の自信すら奪ってしまうこともある thì ở đây lại thấy Shi mau củaga được là sim mau của là đôi thi thỉnh thoảng sẽ có những cái trường hợp là sim là thể hiện sự nối tiếc này là đánh mất đi đúng không sưà đây là đến ngay cả đúng không đến cái ngay cả cái sự tội tự tin tối thiểu thì cũng bị đánh mất tiếp đến là mình thấy cái dạng kết lửng ở đây này, nên là mình sẽ dịch cái kết lửng này trước, là thế nhưng mà cái điều đó cái điều đó là cái điều gì thì nó là cái điều đằng trước ấy, cái việc mà mình kibishiku nate shimau ấy, cái điều đó thì là à, đôi khi thỉnh thoảng tokini này, nó sẽ dồn ép à, cái hongin khi mà mình thấy động từ thì mình phải đi tìm ố nhá, chứ mình không bao giờ dịch cái ý này trước là sẽ dồn cái gì, dồn bản thân người đó trên mức cần thiết và đôi khi sẽ khiến làm sao khiến đánh mất đi ngay cả cái sự tự, tự tin tự tin tối thiểu của những cái đứa trẻ Dakara <laughs> tôi tệ mai đi chị không Tony ta bê tệ nê tệ son de bakari irare so okay te mộ cô ma được tôi để bảo cô ma được cá khi không tự ok là khi gạt sự tệ là cho dù nói là như vậy đúng không cho dù nói rằng là À, mình kbc và mình sẽ à, làm sao mình sẽ à, nhiều khi đánh mất cái sự tự tin à, tối thiểu của con đúng không nhưng mà cho dù nói là như vậy à, thì ở đây mình bắt gặp một cái cấu trúc nữa là tối về bà gà à, cái cấu trúc này là à, nói là a thì cũng là a thật nhưng mà nó là b nữa đúng không thì tối về bà đây là cho dù là coma rự thì cũng là coma rự thật và mình sẽ dịch cái đoạn ở đằng trước này nữa là gì mai ni chi hong ta bê tệ nê tệ asone de bakari irade tệ mo có là cho dù là chúng chỉ có đúng không, chúng chỉ có ăn này, chỉ có ngủ rồi này có chơi này, đúng không mai ni chi là thực sự là hàng ngày thực sự là chúng chỉ có ăn này, có ngủ, có chơi đi chăng nữa thì đúng là coma tự thật, coma tự thì cũng là coma tự thật, có là uh, rất là vất vả phiền hà thì cũng là vất vả phiền hà thật. Thế nhưng mà ki không tiki niwa về cơ bản thì là genki de ite y tệ. Kure tara Kure ở đây là gì? Giúp mình đúng không? Chúng chỉ cần gọi là giúp mình gọi là sống một cách khỏe mạnh thôi Thì sore chỉ cần như vậy thôi thì là cũng ok rồi Thì tôi có cái cảm giác là như thế Cái ki hông tức hóa là về cơ bản này Ở đây mình sẽ thấy là gen ki đế Là miêu tả trạng thái của sự vật sự việc Hoặc là gen ki đế y tệ đúng không? Là gen ki đế y là vớp tê y là miêu tả trạng thái của sự vật sự việc mà có là chúng là cứ đê đự là chúng chỉ cần giúp mình gọi là uh, có ở đấy và khỏe mạnh sống ở đấy và khỏe mạnh thôi thì là sô đê đệ chỉ cần như vậy thôi là cũng đã ok rồi tôi có cảm giác là như thế thì với cái câu số 2 ở đây là gì? Mai ni chi hong to ni tabete ne te ason de bakari irarete mo komaru to ieba komaru to wa lo iu koto ka. Có nghĩa là cái câu gạch chân này nó có ý nghĩa là gì? Có là chỉ cần chúng ăn, ngủ, chơi hàng ngày thôi thì đúng là cô ma thật. coma thì cũng có cô ma thật đúng không? Thì ý nghĩa của nó là gì? Bây giờ mình sẽ loại này. Hà gạ dên dên shikarazu ga thì cái đoạn này đang sai rồi đúng không cái ý này nó chỉ đang nói là chúng ăn chơi và ngủ thôi đúng là cô ma rự thật nhưng mà chúng chỉ cần khỏe mạnh thôi là mình cũng đã đã thấy vui rồi nên là cái đoạn mà bỏ chúng rồi không có mắng mỏ chúng thì trẻ con nó sẽ rất là uh, cô ma rự khi mà bố mẹ không mắng rồi bố mẹ bỏ rơi chúng thì là bị sai nhá ha sezu koromo no sewa cái này thì cũng hoàn toàn sai rồi người khác sẽ cảm thấy komaru khi mà bố mẹ không làm việc nhà và không chăm sóc con cái như là sai không hề nói tới rồi bakari de wa otona de là cái việc mà ô hóa là chủ ngữ này đúng không? Cái là những cái người cha người mẹ sẽ rất là vất vả à, vì là lo lắng lo lắng cái việc gì, lo lắng cái việc là à, chúng chỉ có ăn rồi chỉ có chơi thôi à, nên là Otonarinat và Tukino Koto là sẽ lo lắng về cái 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 việc mà khi mà chúng trở thành người lớn đúng không? Có là trẻ con mà chúng chỉ toàn có chơi không ấy thì lo lắng ấy, khi mà chúng lớn lên ấy thì à, những cái người bố người mẹ thì sẽ rất là cô ma rợ với cái việc đó đúng không? Thì khi mà câu hỏi của mình nó thì khi mà cái câu thì khi mà cái bài làm của mình ấy thì khi mà bà cái bài đọc của mình nó có cái ý nghĩa cho cái phần gạch chân ấy thì mình phải tìm một cái ý nghĩa nào đấy tương ứng ở trong bài để nói về cái câu gạch chân đấy, có là cái câu gạch chân đấy nó đã từng nói ở một cái câu trước một cái đoạn trước hay là một cái ý nào đấy rồi và người ta nhắc lại cái câu gạch chân đấy theo một cái cách khác để thể hiện cái ý đấy thôi thì ở đây mình sẽ thấy là Dakara tối tệ là nó sẽ liên kết với lại cái câu ở đằng trên hay là cái đoạn ở đằng trên, cái đoạn ở đằng trên là gì? là những cái người cha người mẹ là bị tạo cái áp lực uh, là uh, lớn lên con cái phải tự lập nên là sẽ rất là kbc với chúng. Nếu như mà chúng chỉ có ăn có chơi không thôi thì cũng 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 có cái coma đỡ thật nhưng mà về cơ bản thì chúng khỏe mạnh là được rồi. Nên là cái ý của mình ở đây là những cái người người mẹ tại sao mà lại nói rằng là uh, là Komaru vì là chúng chỉ có ăn có chơi. Vì là đang lo lắng đúng không? Đang lo lắng là trong tương lai là chúng sẽ... Uh, gọi là gì? Chúng sẽ không thể nào tự lập được khi mà trở thành người lớn. Nên đáp án của mình nó mới chính là cái ý này. Là Otonanina Tatuki no Koto ấy. Thì nó bằng với cái đoạn ở phía trên ấy. Là Simpai khi mà những cái đứa trẻ đấy khi mà lớn lên thì di lịch uh, tự ờ suru otona ni naru ka roku ka đấy đúng không? Nên là đoán của mình nó mới là cái số 3 này. Cái số 4 là gì? Kodomo ga tabete nete asonde te wa karara ni warui node oya wa shinpai de komaru thì cái đoạn mà karara ni warui này nó cũng hoàn toàn sai, không có nói đến trong bài nên không phải là đáp án của bài. Cái câu này thực ra chọn đáp án thì không khó, nhưng mà nhiều khi các bạn sẽ không hiểu được à tại sao mẹ chọn câu 3. Thì mình phải nối với lại cái 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 ý ở đằng trước nhá. Ý ở cái ý ở đằng trước là cái cái đoạn ở bên trên này. Còn cái câu 4 ở đây là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất là gì thì là mình sẽ nhìn cái câu số 1 này, 渋振怒 Sora notameni aidenteki tai o suru koto wa kara yameta bởi vì rằng là Um, xấu hổ à đúng không xấu hổ về cái việc là uh, vì tương lai của bản thân mà kỳ vọng của đối phương nên là bạn hãy mê tạo gái nên từ bỏ ngay cái việc này nên cái đoạn hazukashi này không có này cái hazukashi này không hề này, có luôn còn cái dư bưng no sorai no tame này thì cũng không có nói tới này không có cái từ nào trong bài nói về cái này cả nên câu này sai đây là một cái câu chuyện rất là nồng ấm đúng không? Về cái việc, cái câu chuyện mà uh, người phụ nữ đăng bài đấy đã uh, đối xử tiếp xúc rất là nhẹ nhàng với những cái con mèo và cả những cái đứa trẻ là một cái câu chuyện rất là nồng ấm Thì cái này cũng không phải là cái ý người ta muốn nói đến nhất thì cái câu này nó sai cái gì ạ? Cái sai đấy là koromo ni mo neko ni yasashiku sesuru là tiếp xúc rất là nhẹ nhàng với cả những cái con mèo và tiếp xúc nhẹ nhàng với cả trẻ em ấy nhưng mà khi mà cô ấy tiếp xúc nhẹ nhàng với những cái con mèo ấy thì cô mới nhận ra một cái free cây được nhận ra một cái bài học hoặc là nhìn nhận lại mình rằng là mình mình nên ra sao xích cự với những lại đứa con của mình cơ mà nên là cái ý đấy nó bị sai còn cái kokoro atamaru ở đây là cái câu chuyện nồng ấm ấy, thì nó cũng không 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 không, không nói đến trong bài Koromo jiritsu sta otona tame ni wa kibi nó no ripana câu này bị sai với cái ý ở trong bài vì người ta đang nói rằng là shikashi này này cái việc mà mình kibi shikuts đấy nhiều khi sẽ dồn ép bản thân cái người đấy quá mức cần thiết và sẽ mất đi cái sự tự tin tối thiểu nên là cái đoạn mà uh, là là uh, cái việc mà mình phải kibi shikuts và không được uh, sự là không được chiều chuộng ấy thì là đang bị sai thì ở đây nó là đáp án của bài này chủ ngữ của mình là cái thái độ rất là nghiêm khắc cái từ tốt tota tả ở đây thực ra là nó sẽ đi với cái từ là tai độ tô đựng có là có cái thái độ kibishi nhưng mà nó chuyển nó thành danh từ ấy nên nó thành là totta kibishi thái độ là cái thái độ mà bạn đã thực hiện cái thái độ nghiêm khắc mà bạn đã đã, đã có ấy đúng không? Uhm, thì là à, sẽ có những cái trường hợp là sẽ ultimate là sẽ dồn à, đối phương đúng không? Ngược lại thì nó sẽ có, có cái trường hợp là mình dồn cái đối phương lại. Vậy là Tố mốt tệ vì nghĩ rằng là cho đối phương nghĩ là vì đối phương cái thái độ rất là kibishi vì với cái suy nghĩ là vì đối phương thì có những cái trường hợp là ngược lại là sẽ dồn dồn ép đối phương nó chính là cái ý là đây này là thình, tuy nhiên thì thỉnh thoảng là cái việc mà mình dồn ép người ta quá mức cần thiết như vậy thì nó sẽ đánh mất đi cái sự tự tin tối thiểu của họ khi mà mình kibishi và ý của mình nó chính là cái ý của cái câu đấy đấy là cái bài ngày hôm nay bài hôm nay có khá là nhiều thứ mà mình học được và thậm chí khi mà mình dịch cái bài này giải thích với các bạn thì cũng phải record lại rất là nhiều lần vì nói nhiều khi nó cũng không được xuôi và có một số từ mà mình có nốt lại ở đây là Ichidan ra cự là nghĩa là monogoto ga Ichio Kataskutu hito kuguri là mình sẽ tạm thời là gói ghém hoặc là gác cái việc gì đó sang một bên và để ngắt mạch hoặc là ngắt đoạn ví dụ như hai cái câu này là việc này là kore đệ tạm thời là mình sẽ ichidan đang ra cửa ở đây là mình cứ tạm thời kết thúc để ở đây đã đúng không đã bỏ nó qua một bên gác nó qua một bên đã cái shigoto ichi đang ra cửa stara ocha ni shio là hãy uh, khi mà mình tạm nghỉ cái công việc của mình thì mình hãy uống trà đúng không còn cái homme chikidu là một cái từ hay này bình thường là HOME tự là khen rồi còn HOME chikidu ở đây là khen hết mực đây là cái cách khen kiểu rất là kiểu đẳng cấp đây này đúng không kiểu khen hết mực khen hết lời khen hết lời hết mực những cái chú mèo đấy homme chikidu tiếp đến là kokoronisimiidu là thấm thiế này OITSUME là dồn ép này cái cấu trúc là tối và gà có là A tôi và A gà đấy thì cái a với cái a này thường thường là nó giống nhau thì trong bài của mình đọc là cô ma tôi và bà thì ấy bà ấy. cô ma gà có là phiền thì cũng phiền thật đúng không uhm, a thì đúng là a rồi nhưng mà nhưng mà nó lại có cái b ở đằng sau thì ví dụ ở đây là gì sumaho wa benri da toye ba benri da ga Sky ka tao oboe no ga là smartphone thì tiện thì cũng là tiện nhưng mà để nhớ cái cách sử dụng của nó thì cũng khá là khó. Liêu đi ki được tôi bạn, đi ki được gạ dự này nấu ăn thì có thể là nấu thì cũng có thể nấu được nhưng mà không có giỏi thì cái cấu trúc ngữ pháp này các bạn có thể áp dụng vào trong thực tế nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài tiếp theo nha